1, 2, 3, 8, đánh xe rút ra để các đơn vị, các hội, các câu lạc bộ Hoa Lan ở trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh, chúng ta sẽ hiện diện lên sân khấu để tặng hoa cho các tổ chức. Và xin được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ Hoa Lan huyện Yên Lập, xin được trân trọng kính mời. Huyện Phú Lộc ạ. Ban tổ chức. Và xin cảm ơn đại diện của câu lạc bộ Thanh Thủy. Và xin mời đại diện của câu lạc bộ Hoa Lan Việt Trì ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của vườn lan Nhất Vũ sẽ tặng hoa cho ban tổ chức. Trân trọng kính mời. Và xin mời đại diện của Hoa Lan Thành Công Hải Dương chuẩn bị và xin mời ban tổ chức chia tím Yên Lập. Đây là một trong những bông tím nổi bật trong đội thi ngày hôm nay.